Lai cổ xưa hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn West End. S2.vn chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn vang hội tranh hùng. Đó, chung kết đầu tiên cho game thủ Hoàng Anh của Chuyên Mạnh nào, cố gắng thắng xe đầu, làm vốn. Hitty. Bên kia là Baby và Hit à? Bên kia là Baby và Hitty. Chúng ta là Hitty và Greg. Chuẩn bị lại Greg. Vậy cho son về Greg. Hitty của game thủ với lớp. Con này mình chắc chắn là xấu hơn rồi. Chắc chắn là xấu hơn. Bài bi thì bãi quả đầu 6 cây. 6 cây gỗ không có cây quả nào cả, 6 cây thôi. Có 2 voi. Cái quả đấy thực ra đúng anh bảo là đúng rồi, cái quả công ca, cái quả đấy mà lớp mà có nhiều chém vào đấy quả chết đi. Có ông Mạnh thì chết. Ông anh quả đấy có một vài con phù, Mạnh cũng có, cũng như là thế khó ốp thôi. Có một cái tôi thấy Mạnh chưa chuẩn trận này là những tình huống để quân lúc đầu của Mạnh ấy, đẩy lẻ quá, chắc cũng hơi vội, chắc vội sợ lên lớp, sợ lớp lên 4. Cái quả bị phù xong ấy, Mạnh không có nhiều quân, Mạnh đẩy luôn ấy, bị bắt mất 2 tên quân. Tôi nghĩ đấy là tên mà chưa được chuẩn lắm rồi. Tên đấy Mạnh thế 1 cân 2 to lắm. Có thêm một bầy hươu, vậy là 2 hươu và một đôi voi. Kìa. Map à? Đó. Quên. F3 này. Yes. Yes, yes. Đây là Hitty của hình thủ với lớp. Ở bên thì đều có một con đội tuyển Hitty. Bài lớp chưa thấy gì. Mai Bi thì cũng gọi là hai hiêu và có voi rồi. Một đồ nữa là khỏe thôi. Bài lớp thì hiêu đấu cũng chưa có. Ui. Xin là xin mất một dần. Đó, gỗ anh em. Đấy. Xem chuẩn như nào. Chẳng ra anh ạ. Chắc lúc nãy em chưa kiểu em để nó đang bị em để chưa để kiểu hai máy. Cảm ơn anh Ngọc Dũng đã nhắc em nhá. Chào anh Vũ Văn Hiếu. Hello các anh em này. Hôm nay cũng không nhiều anh em xem lắm, rất mong là chia sẻ ủng hộ cho game thủ BB và bên lớp trong buổi chiều ngày hôm nay. Mạnh Hồng Anh giờ này cũng khỏe sau khi tìm thấy định vô địch đấy. Ice, Alma,
Alamaz. 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 Zokanta. Alamaz. Zokanta. Alamaz. Isa. Isa. Oklahoma. Alamaz. Isa. Rogan. Alamaz. Isa. Isa. Alamaz. Isa. Alamaz. Isa. Alamaz. Isa. Donna E. Holman. Donna. Donna. Isa. Yuri. Holman. Isa. Donna. Isa. Donna. Isa. 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 Quay trở lại, em đây là Greg của game thủ BB. Một bài đấu mà BB đã ổn rồi, hai heal, hai voi và một bãi quả đẹp đi. Đã ổn thì nó hơi ngượng mồm, bài đẹp của game thủ BB đấy. Bên này lớp là bài xấu chết dân này. Bài xấu chết dân của Hitty và ăn chanh bãi quả, ăn chanh cái bầy hiếu sách với game thủ Hồng Anh. Hồng Anh là người cầm con gì nhỉ? Baby Lone à? Hình như là Baby Lone. Anh cắt rồi anh Hiếu ơi, chuẩn chưa? Anh xem lại xem nào. Chuẩn rồi em ơi, chuẩn rồi. Rồi. Cái luồn tỷ số là 2-1, chúng ta cùng nhau đến chung kết rồi. Chung kết tiếp theo của đội bạn trong giải đấu thứ nhất. S2.vn